Xin chào các bạn nhé. Đây trên tay mình đây đang cầm cái rong nắp giàn cỏ con Captiva. Captiva thì sẽ có hai dòng, một dòng chạy xăng và chạy diesel. Đấy, nhưng mà đây cái dòng này là chạy xăng. Thì cái dòng Captiva này nó rất hay hỏng cái rong nắp giàn cỏ này, cái chỗ là bởi vì cái nắp giàn cỏ nó bằng bằng phíp ấy. Phíp bằng nhựa ấy, thì dùng một thời gian là cái phíp nó co ngoắt lại, thì nó mới dẫn đến hiện tượng là nó bị cong vênh, nó chảy dầu. Cho nên là thường xuyên phải sử dụng những cái rong giàn cỏ. Nếu cái rong này thì anh em lưu ý là lắp hoặc thay thế thì lên thay thế hàng xịn nhé. Hàng xịn thì nó được cái thời gian được lâu hơn. Cái hàng không xịn thì cái cao su nó hay bị luồn dầu qua mới nó bị cứng ấy. Nó bị lão hóa, nó cứng là nó rất là nhanh luồn dầu. Đây các anh nhìn được này, đây cái mã của nó này. Ở đây hàng xịn nữa là nó cũng có cái tem 7 màu này. Hàng GM này. Đấy, hàng GM. Đây mình giới thiệu cho anh em cái rong nắp giàn cỏ con Captiva máy xăng. Con này đời 2008 nhé. Nếu anh em muốn tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này có thể liên hệ qua số điện thoại 0769086333. Nên nếu mà anh em mà thay thế hoặc lắp đặt thì bên gara mình cũng có thay thế luôn. Nên là địa chỉ số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.